Sở vã lở Tokyo giờ vẹn trở chạp 217 quá khứ 2 năm trước Tạ Kệ Mỉ triển khai mở năng lực mới. Thông tin sở vã lở mới nhất, chính xác nhất và tất cả những gì bạn cần biết về Tokyo giờ vẹn trở chạp 217. Tiêu đề Tokyo giờ vẹn trở chạp 217, Hạ vợ nở vợ xỉn ạ nỉ thỉnh lai ít. Sau cuộc hẹn với Senju, Tạ Kệ Mỉ chia đến gặp giờ dạ kẻn tại nhà của cậu ta. Lúc này, ngay khi bấm số thang máy để lên tầng 4, Tạ Kệ Mỉ chia tiếp tục nhìn thấy một viễn cảnh khác. Lần này, bàn tay của Tạ Kệ Mỉ chia đầy máu và cậu ta bị một vết thương rất lớn ở bụng. Tạ Kệ Mỉ chia sau đó hoàn hồn lại và nhận ra những gì mình thấy không phải thật. Tại phòng của mình, giờ dạ kẻn nhớ về Ima. Cậu nói rằng bản thân vẫn còn mơ thấy cô ấy và Ima luôn nhắc giờ dạ kẻn phải giúp đỡ Mikey. Giờ dạ kẻn hỏi Tạ Kệ Mỉ chia Mikey ở tương lai như thế nào. Tạ Kệ Mỉ chia bắt đầu mô tả Mikey và những tội ác mà cậu ấy đã gây ra. Tất cả mọi người đều hạnh phúc, chỉ trừ Mikey. Cậu ấy đã giữ lời hứa 2 năm trước rằng sẽ bảo vệ tổ mản cho đến khi chúng ta gặp lại nhau 12 năm sau. Giờ dạ kẻn nhớ lại 2 năm trước. Có vẻ chính Mikey đã đánh tất cả các thành viên tổ mản để ép họ phải rời ra cậu ta. Cuộc trò chuyện kết thúc với việc cả hai đều quyết tâm sẽ đưa Mikey quay lại. Tạ Kệ Mỉ chia quay về. Lúc này, một người ở nhà giờ dạ kẻn đã làm đổ nước ép cà chua lên áo Tạ Kệ Mỉ chia. Những gì xảy ra giống y hệt với những gì Tạ Kệ Mỉ chia thấy trước đó. Chương truyện kết thúc với hình ảnh Tạ Kệ Mỉ chia nghi ngờ bản thân có năng lực nhìn thấy tương lai.